175 chiếc in the world, that's it, right? You say 175? Only 75 in the world. Only 75 in the world? 75. Okay, chỉ có 75 chiếc in the world thôi đó quý vị ơi. Quá đẹp quý vị ơi. Tony Lê đang bị cái chiếc này nó làm mù con mắt rồi nè quý vị ơi. Trời đất ơi, ghê gớm quá, đẹp quá. À, mua chiếc này đi dạo vòng vòng cuối tuần được nè nè. Thể thao nha, cái này là 100% thể thao nha quý vị. 100% thể thao đó. Đó, tất cả mọi thứ là nó came from original factory. Không có một cái gì nó gọi là độ hay là lai gì vô hết á, mọi thứ là hoàn toàn là came from factory. Đây. Quá đã luôn. Chỉ có 75 chiếc in the world thôi quý vị ơi. Trời ơi, còn không mau mà đốt nó để về làm kỷ niệm, về làm đồ cổ quý vị ơi. Đã quá. Mày. Đây. Carbon. Everything carbon hết. Thấy chưa? Cái này cũng là carbon luôn đây. Mọi thứ là carbon hết nha quý vị ha. Không có cái gì gọi là cạc gì hết, mà tất cả mọi thứ là carbon hết. Đây. RCF. Nội thấy cái bô không là thấy ăn tiền rồi đây. Trời ơi. Man. Quá đã luôn. Wow. Chỉ có 5.000 mao thôi đó. Chỉ có 5.000 mao thôi đó. Không biết ai, một trong số 75 người in the world, sở hữu chiếc này rồi đem vô đây trade in cho chiếc Mercedes. Thì bây giờ chiếc này không biết nó sẽ thuộc về quyền sở hữu của ai đây. Quá đã luôn quý vị ơi. Trời ơi, nhìn cái carbon này thấy là ăn tiền rồi đây nè. Quá đã. Tony Lê chưa bao giờ sở hữu một cái chiếc gì nó gọi là độc và lạ, mà bây giờ cái chiếc này nó đứng trước mặt mình. Ở cái ghế nó thôi cũng thấy ăn tiền rồi nè. 75 chiếc in the world, that's it. Quá đã luôn. Xe này giống dạng xe đua vậy đó. Man. Beautiful car. Love it. Love it. 2021 nha quý vị nha. 2021. Quá đã luôn. Quá độc địa luôn. Rồi cái đèn nè. Cái đèn trước nó không là thấy ăn tiền rồi nè. Trời ơi. Ôi ôi coi coi. Chết Tony Lê rồi. Có chừng Tony Lê bị tốn rồi. 100k quý vị ơi. 100k quý vị ơi. Quá đã luôn. Hiện tại bây giờ là dealer đang kêu giá 100k. Đây là ông General Manager của cái hãng Mercedes, nơi mà Tony đã mua 2-3 chiếc Mercedes. Hôm nay thì mình dạo một vòng vào đây, mình định coi kiếm có một chiếc xe nào nó phân độc và lạ chạy vòng vòng mùa hè chơi. Thì đùng một cái Anna. Hey my friend, how are you? Your boss, he tried to sell me this one. Your boss, he tried to tell me buy this one. He right here. Yeah. What do you think about this? Give me a good deal, I buy it right now. Think somebody is selling. Not sure. No, he said no. Nobody buy it yet. He right here. Yeah. Man, beautiful. Oh yeah, why? Why they do to that? Make it light. Oh yeah. To the speed. So carbon fiber is lighter than steel. Uh-huh. So it gives you more speed, more performance. Oh. It lightens up the body. Okay, I see. What do you think about this? It's beautiful. Beautiful, mm-hmm. Right? I should get it, right? It's unique. There's only 75 of them made. Yeah. He told me already, only 75 in the world. Yep. So it's definitely going to hopefully appreciate one day. Hopefully, right? Maybe 10 years later. 10 years later, I can make money. you buy now, 10 years later, you make money, right? Look at this. No. Yeah. I wait for you. I wait for you right here.
nè, 2021 nha quý vị nha. Quá đẹp luôn. Không biết có nên mua chiếc này để dạo vòng. À, nó màu trắng nhưng mà nó là matte, matte wiper, màu wiper nhưng mà matte nha quý vị nha. Nó chỉ có 75 chiếc in the world thôi, quá đã luôn. Mới có 5.000 mao thôi. Một năm cho qua mà người ta chạy chỉ có 5.000 mao thôi đó. Quá đã luôn. Matt Rio ơi, ra coi nhìn thử chiếc này có đẹp không? Đặng đế đi mua. Đẹp không? Ok không? Nhìn có ok không? Dệt đây nè. Mình dỡ này ra là mát chứ đi ra ngoài sau ngồi được á. Không? À, cái này màu trắng nhưng mà cái này nó màu trắng nhám chứ không phải là màu trắng bóng. Đẹp không? Đẹp. Đẹp không? Ngồi đó nha, đừng đi đâu nha, để đi nhìn xe cái nha. Vô đây ngồi thử coi. Ây da, trời ơi, chưa bao giờ ngồi trong một cái siêu xe mà nó chỉ có 75 chiếc in the world thôi quý vị ơi. Đã quá. Này là Lexus nha. Tự động hết nha. Mọi thứ tự động hết. Yeah. Super cool, huh? So like, okay, tell me the number. I need to get it put in the system. Yeah. So like it's their track ready edition. So you see how it has the carbon fiber, but the Fuji is the all white. Uh-huh. You can't even find it because there's only 75 of them. Oh yeah. Yep. Okay. See that in the blue, there's only 50 in the world. See how it has the spoiler, the wheels, and the carbon fiber. Okay. But the Fuji edition's this matte finish white. Uh-huh. It's matte. All factory paint too. Yeah. Only 75 in the world. 75. So what is this number? Like 40, 50, whatever it is. Do you know what the number of this one out of 75? I may be able to find out. Let me check. I think we have documentation. Oh, yeah. Oh, okay. I'll pull it up for okay. You. Yeah, yeah. Yeah. Let me get them to put the car in the system and I'll work with the numbers for you. Yeah. I'm on it. Quá đã quý vị ơi. Chỉ có 75 chiếc in the world thôi. 5.0 V8. Màu trắng nhám. Trời ơi nha. Everywhere it slow down but inside the dealer always busy. Always busy. Especially Mercedes always busy. Yeah. Thank you. Cái này nè, nhìn nè. Cái này là original luôn đó. Là tự động cái lúc nó ra khỏi hãng là nó có như vậy luôn nè. Quá đã luôn. Rồi để coi ông manager đó ổng cho ra giá bao nhiêu, nếu ok là mình đốp luôn. Đốp nhanh gọn lẹ luôn, tại vì nếu mình mua về mình để khoảng 5 năm sau có thể giá nó lên, tại này thuộc hàng đồ cổ á. Đồ mà coi như đồ không đụng hàng á, đồ hiếm á, limited á.